bánh cơm. Biết bánh cơm luôn. Biết là chén không? Em biết mày bánh cơm luôn. Hạnh nhất. Em Hạnh. Còn sữa rồi đúng rồi. Thì thật đúng ra không? chị nói sai. Thông minh lên. Tụi nó giờ tụi nó dần hiểu hết rồi đó. Thiệt luôn á. Cái tên mà cũng để cho sai nữa. Rồi không biết cái làm ăn là cái gì. Chị thật là vụng Ê, có khi nào sau này về gọi chồng thành nhầm người khác không? Chắc nó